Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Bữa nay là ngày 26 tháng 8 âm lịch. Thì vào thời điểm này, cây mai nào của các anh chị ở nhà mà nó đang phóng đọt chưa có nụ, hoặc là cây mai nào nó đứng đọt rồi mà nó chưa có nụ hoặc là nụ còn nhỏ, thì trong cái video này em có hai cái phương án bón phân. Thì mấy anh chị xem qua video của em, lựa chọn ra một phương án để mấy anh chị bón vào cây mai mình vào thời điểm này thì nhất định nó sẽ thành công hết mấy anh chị. Thì từ đây tới ngày lặt lá cũng còn gần 4 tháng nữa, cũng còn rất là lâu. Thì mấy anh chị cứ chăm sóc bình thường cho cây, vừa phát triển cây vừa tạo nụ cho cây, thì ăn Tết rồi cây mai mình nó sẽ bền ha. Còn cứ 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày mình phun thuốc bón phân một lần thì cái mai mình ăn Tết rồi nó sẽ khó nuôi hả mấy anh chị. Còn mấy anh chị muốn bón phân thúc thì 15 ngày bón lần nha. Nhiều anh chị là cứ 7 ngày, 10 ngày là bón lần rồi, trong tháng bón 3 lần. Mình bón thúc, thúc gì đi nữa là trong một tháng là 30 ngày mình chỉ bón được 2 lần thôi, 15 ngày bón lần hả mấy anh chị. Đó là cách chăm sóc của em. Thì bây giờ em sẽ cho mấy anh chị coi. Cái cây mai dáng bay này bữa nay á, nó vào nút nụ chiếm cũng kha khá rồi mấy anh chị. Thì cái phần nào nó ra trước đó thì nó sẽ có nụ trước, phần nào nó ra sau thì nó sẽ có nụ sau thôi nè, chị thấy không? Mấy anh chị còn nhớ là cách đây khoảng chừng mười mấy 20 ngày em có hỏi mấy anh chị là theo kinh nghiệm mấy anh chị là cây mai này với cây mai này nè, em có hỏi mấy anh chị là theo kinh nghiệm mấy anh chị là đây Tết có bông không, là nụ nè nó. Thì bữa nay là chỉ mới có hai mươi mấy, chỉ có ngày 26 tháng 8 thôi, cũng chưa có phải gọi là cặn quá nữa, như thế này là nó cũng đã ngon rồi nè. Cây mai zin của mình mà nụ nhỏ như thế này là được rồi nè mấy anh chị. Nụ này nó hơi nhỏ tại vì nó trồng sau, phải như là nụ nó như hạt gạo như thế này là ngon nè nè ha. Thì mình muốn cho nụ mình nó mau lớn nó rất là đơn giản rồi mấy anh chị, rất là đơn giản, nói chung tạo nụ nó cũng dễ rồi, và muốn cho nụ cây mai mình lớn hơn nữa thì càng dễ hơn nữa. Mấy anh chị thấy cây mai tơ này của em nó phát triển rất là ngon không nè, mà trước nè phát triển rất là ngon mấy anh chị. Chừng nữa em rảnh rồi em sẽ làm một hai cái clip hướng dẫn đến các anh chị là cách sang chậu từ chậu mũ qua chậu chậu xanh chậu 4 này nè, rất là hiệu quả. Mình biết sang chậu rồi ở chừng nữa cây mà nó phát triển như trâu rồi mấy anh chị, phát triển rất là mạnh luôn. Cái cây này lúc trước nằm trong chậu mũ C10, em sang qua chậu 4 này cách đây cũng được một tháng rồi. Anh chị thấy bộ tàng nó phát triển rất là ngon, là nhìn cái cây nó mập, cành nhánh đều mà nhìn cái cây nó mập lắm anh chị, nó mập nó lực cái cây, nhìn cái cây nó cứng lắm mà. Ồ, một bộ rễ nè, cây này cách đây mấy ngày em có giải xương nói vài hột kali để dằn cái bộ tàng lại để cho cái cây mai mà nó mập. Ồ, nhìn cái cây nó rất là lực, nhìn lá non nó cũng mướt dược rồi, lá non nó rất là đẹp nè, thấy không? Vài ngày nữa em rảnh em sẽ làm một hai clip hướng dẫn đến các anh chị là cách sang chậu này nè. Thì mấy anh chị quan sát cây mai này nè, cây mai này bây giờ nó cũng vẫn còn đang đi đọt nè, thì cái nhiệm vụ của mình gặp đọt nó dai dài thì mình cứ ngắt đọt thôi mấy anh chị, ngắt đọt tạo phơm tàn cho cây dễ nhìn ha. Nè vẫn còn đi đọt nè, nè các anh chị coi nụ bên trong nè, nụ bên trong nó nhỏ như hạt gạo, thì cái phần nào nó dai trước thì nó sẽ có nụ trước thôi, phần nào nó ra sau thì nó sẽ có nụ sau, không có vội vàng nha mấy anh chị. Thì đối với kinh nghiệm của em, cây mai của mình vào thời điểm này nó còn đang đi đọt, thì những cái phần đọt nào nó ra sau thì nó đang đi đọt như thế này nè đó. Thì đối với kinh nghiệm của em, những cái mai này nè, những cái mai này nè, Tết mình cho bông rồi cái tỷ lệ nó chết chi là không có nha mấy anh chị, kiếm một nhánh chết chi là không có nha, và nó si cây thì càng không có hơn nữa. Còn cây mai nào mà nó đứng đọt cùng một lúc nó tạo nụ trước thì ăn Tết rồi cái tỷ lệ mà nó bỏ chi chết nhánh hoặc là nó bị si cây, tỷ lệ nó rất là cao nha. Cây mai mình nó phát triển mạnh thì mình cứ mừng thôi,
mình vừa cho bông mà vừa có độ bền cho cây. Thì cái cây mai này nè, cây mai này với cây mai giáng bay bên này nè, thì cách đây 1-2 ngày em có ra một clip bón thúc giữa thằng Super Lăng và thằng Calidon cho mấy anh chị coi đó. Thì từ bữa mà em bón thúc thứ hai tới giờ là cũng được 2-3 ngày rồi. Nó thì hiện tại giờ mình thấy đọt nó đang khừ lại. Nó không còn xanh mơn mởn như trước nữa, nó đang khừ lại nè mấy anh chị thấy không? Nó không còn xanh non như trước nữa. Cũng còn sót lại một số đọt nó đang ra còn non nè, thì mình gặp đọt nó ra thì mình cứ ngắt thôi. Nó vậy đó. Thì những cái phần đọt sau này nó ra là còn xài nữa nha mấy anh chị. Từ đây tới ngày lặt lá là cũng còn 4 tháng nữa. Rồi bây giờ thì trong cái video này em có hai cái phương án bón phân. Mấy anh chị xem qua video của em, lựa chọn ra một phương án nào đó phù hợp với cơ địa cây mai của các anh chị ở nhà, rồi mấy anh chị mua phân về nhà bón thì nhất định nó sẽ thành công 100% hết mấy anh chị. Mấy anh chị thực hiện đúng như em hướng dẫn là nhất định nó sẽ thành công 100%. Rồi thì vào thời điểm này cây mai của các anh chị ở nhà mà nó vẫn còn đang đi đọt, nó vẫn còn đang đi đọt rất là mạnh. Mấy anh chị nhìn vào cái bộ tàn, nhìn vào những cái nách lá này nè, mấy anh chị thấy toàn là những cái mầm như thế này nè, nó còn rất là nhỏ. Mình chưa có xác định được là mầm chồi hay hoặc là nụ kim, nụ bông sau này nữa. Nếu như mấy anh chị mà bón đạm nó cao quá, hoặc là tưới rưỡng rễ và hữu cơ nào đó có chất dinh dưỡng cao quá, thì những cái mầm này nè nó sẽ trở thành là mầm chồi hết, nó không có bầu nụ được. Chính vì vậy là nó sẽ thất bại ha. Vì vậy khi cây mai mình nó còn đang phóng đọt rất là mạnh và mình nhìn vào nách lá mình thấy những cái mầm nho nhỏ như thế này nó rất là nhiều rồi, mình chưa xác định được là mầm kim, nụ bông hay hoặc là mầm chồi nữa. Chính vì vậy á, nếu như chỗ ở của các anh chị mà có thằng Super Lăng Đơn và thằng Cali Đơn, thì hai thằng đó mấy anh chị mua về, mấy anh chị trồng ít cây thì mua về mỗi thứ 1 ký được rồi. Khi mình mua về rồi thì mấy anh chị bốc nhắm chừng mỗi thứ như vậy là gần một muỗng canh hoặc là bằng một muỗng canh vẫn được. Ví dụ như mình bốc cái thằng Cali Đơn nè, bốc mình nhắm chừng khoảng chừng muỗng canh nè, mình giải xương lên xung quanh gốc cái, sau đó tiếp theo nữa là mình bốc nhắm chừng thằng Super Lăng Đơn nè, gần một muỗng canh nè, giải xương lên theo. Sau khi mình giải xong thì mình tưới nước nhẹ ăn cái cho phân mình nó hòa tan từ từ ha. Còn trên bộ tàn á, nếu như mấy anh chị muốn thúc, muốn cho nụ cây mai mình nó vào nhanh hơn nữa, cho nó ngon lành hơn nữa, thì mấy anh chị phải mua phân bón lá NPK có hàm lượng là 10-60-10 hoặc là 6-30-30. Nếu như mấy anh chị mua được NPK có hàm lượng 6-30-30 mấy anh chị phun á lên tàn á, thì nó sẽ ngon lành hơn là 10-60-10 ha. Còn nếu như mấy anh chị không mua được 6-30-30 thì mấy anh chị có thể phun minh NPK 10-60-10 ha, nó cũng vẫn là ngon. Thì khoảng cách phun á là 7 đến 10 ngày phun một lần cho em trên bộ tàn ha. Đó là cách phun phân bón lá có hàm lượng như vậy lên trên bộ tàn, 7 đến 10 ngày mình phun một lần. Còn bón gốc mới nãy mình bón tử đầu tiên rồi, thì 15 ngày sau mình thấy nụ cây mai mình bữa nay nó ngon quá, mình thấy nụ bữa nay nó ngon quá thì không cần bón thêm lần hai nữa. Còn nếu như 15 ngày sau mình thấy nụ nó chưa ngon cho lắm thì mình có thể là bón thêm lần hai cho nó ha. Đó là cách giải, bữa nãy em hướng dẫn là cách giải. Còn nếu như mấy anh chị muốn ngâm tưới, nếu như mấy anh chị mà không có mắc bận công việc, rảnh rỗi có thời gian ngâm tưới, thì mấy anh chị nên ngâm tưới là nó ngon hơn. Hoặc là chỗ ở mấy anh chị không có trời mưa đó, mấy anh chị nên ngâm tưới là nó ngon hơn. Ngâm tưới thì em xin chia sẻ luôn. Thì một chậu mai như thế này nè, một chậu mai chậu 6 như thế này nè, đây là cái chậu 6, thì mình căng khoảng chừng mình phải căng lường là 2 gram Super Lăng Đơn, rồi mình căng thêm là 2 gram Cali Đơn, hai thằng đó cộng lại là 4 gram ngâm cho một lít nước mình tưới. Thì cái chậu 6 mấy anh chị tưới được bao nhiêu ca, bao nhiêu lít nước đó anh chị tính ra. Ví dụ như là cái chậu 6 của mấy anh chị tưới được 2 ca phải không, 2 ca là khoảng 2 lít nước, thì mỗi thứ là 4 gram là 8 gram đấy, mình ngâm cho 2 lít nước ha. Đó là mình ngâm lỏng nha. Còn em ở đây em ngâm là 100 gram ngâm cho 20 lít nước mình tưới, mình tính ra cái lượng gram của phân á là 5 gram đó mấy anh chị. Còn các anh chị muốn đơn giản hơn nữa
là chỉ cần bón super lăng đơn và thằng kali đơn vào gốc cho em thôi, 15 ngày bón lần. Như vậy nó cũng đã rất là hiệu quả rồi. Còn trên tàn mấy anh chị không cần phải phun NPK, không cần phải phun qua lá đâu mấy anh chị, cũng giống như vườn mai của em nè, cũng đâu có phun đâu, chỉ là bón gốc thôi. Nó đơn giản mà nó không có tốn kém, nó không có rườm rà nữa. Còn mình bón gốc thì mình phun cái nữa nó chạy ra nó tốn kém, nó rườm rà lắm anh chị. Mà phân bón lá này nhiều chỗ mua có, nhiều chỗ không. Vì vậy em chia sẻ là cho mọi tình huống khác nhau. Mấy anh chị xem qua video của em không hiểu á thì mấy anh chị xả tới xả lui để mấy anh chị tiếp thu ha. Em chia sẻ nó rất là kỹ cho từng cái trường hợp nó khác nhau luôn á mấy anh chị. Thì đó là cái phương án thứ nhất ha. Rồi cái phương án thứ hai này nó cũng rất là đơn giản nè, nó không dòm rà mà cũng không tốn kém nữa. Nhà của các anh chị có phân nào thì mấy anh chị kết hợp phân đó, bón phân đó. Em nói ví dụ như là nhà của các anh chị có phân 16, 16, 8, hoặc là nhà mấy anh chị có phân 20, 20, 15, hoặc là nhà mấy anh chị có phân 3 số. Nếu mà muốn ngon nữa, nhà anh chị nào mà có phân 3 số á, là mình bón càng ngon hơn nữa. Nó thì trong những công thức đó mấy anh chị kết hợp với super lăng đơn cho em, bón nó cũng rất là hiệu quả. Em nói lại cho mấy anh chị dễ hiểu nè, ví dụ như là nhà của các anh chị mà có 16, 16, 8 và super lăng đơn thì hai thằng đó mấy anh chị cộng lại. Nhưng mà mình bón NPK có hàm lượng lăng rồi thì mình phải bón super lăng đơn á, cho nó giảm liều lại. Ví dụ như là một cái chậu 6 như thế này, mình bốc nhắm chừng khoảng một gần một muỗng canh NPK 16, 16, 8, rồi sau đó mình bốc nhắm chừng gần một muỗng canh của super lăng đơn á, mấy anh chị giải tiếp theo. Nó có nghĩa là mình giảm liều, còn về cái liều lượng bao nhiêu mấy anh chị tùy theo cái ý thích của mấy anh chị. Nói chung cây mai nó rất là dễ rồi mấy anh chị, nó rất là dễ rồi. Nếu như mà mấy anh chị mà kết hợp phân như vậy á thì mấy anh chị phải giảm cái lượng nước tưới hàng ngày cho cây nha, cách một ngày tưới một ngày là nó sẽ tạo nụ rất là hiệu quả luôn á mấy anh chị. Thì nãy giờ em chia sẻ hai phương án đó, mấy anh chị lựa chọn cho một phương án để mà mình bón tạo nụ cho cây mai. Hoặc là hiện tại giờ cây mai mấy anh chị nụ nó còn đang rất nhỏ, thì một trong hai phương án đó mấy anh chị lựa chọn cho một để mà bón cho những cây mai nụ nhỏ, để giúp cho nụ cây mai mình nó mau phát triển như ý muốn ha mấy anh chị. Thì cái vườn mai của em á, chiều ngày hôm qua em đã ra một clip hướng dẫn là tưới rưỡng rễ và hữu cơ cho nó theo định kỳ đó. Thì cũng còn vài ngày nữa là vườn mai của em cũng đã tới cử bón phân hóa học nữa rồi. Thì chừng nữa em bón phân hóa học gì thì em sẽ chia sẻ clip sau này lên cho mấy anh chị coi. Anh chị nào quan tâm thì nhớ đón xem những video tiếp theo từ em hả mấy anh chị. Rồi bây giờ trong cái video này em vẫn tiếp tục chia sẻ thêm một cái trường hợp là nụ không đều. Ví dụ như cây mai trên màn hình nè, nó thì những cái phần đọt nào nó ra trước đó thì nụ nó rất là to như thế này. Nụ nó rất là to như thế này, rồi sau đó nó mới ra cái đọt tiếp theo, nụ nó bằng hạt gạo như thế này nè. Rồi sau đó nó ra cái đọt tiếp theo là nó mới phân hóa mầm kim như thế này. Vậy thì trường hợp này á, vào thời điểm này, đối với trường hợp này á, mấy anh chị bón phân 16 16 8 cho em ha, bón phân 16 16 8 cho em là phù hợp nhất. Hoặc là mấy anh chị bón 3 số nó càng ngon hơn nữa. Thì trong hai cái loại công thức đó mấy anh chị mua một để mà bón cho những cái cơ địa mà cái mai mình nụ không đều ha, bên trong nụ to, ở ngoài nụ bằng hạt gạo, và ở ngoài nữa thì nó mới phân hóa mầm hoa, nó mới tạo nụ kim rồi đó. Thì bón 16 16 8 hoặc là phân 3 số là nó ngon nhất ha.